Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì để ngày hôm nay để tiếp tục nuôi cái niềm đam mê của mình, muốn khát khao trở thành một YouTuber thì trước tiên mình đã trang bị cho mình một cái điện thoại để mình có thể mình quay phim trong quá trình làm YouTube của mình. Cái đó là mình đặt những cái món hàng để bổ sung như là cái chipboard thì mình đã gắn để mình gắn cái điện thoại để mình quay á. Ngày hôm nay là mình đã nhận được cái kiện hàng đó là hay mình đã nhận được cái món cái kiện hàng mình đặt từ Shopee đó là gì đây đó, đó mình đã đặt là một cái micro Boya BIMM1 thu âm cao cấp dành cho máy ảnh và điện thoại nha, cam kết chính hãng á. Mình đặt cái đơn hàng này cũng nhanh thôi, thì hôm nay bên trong có chứa gì thì các bạn cùng với mình khui cái hộp này nha. Ở đâu đây? Bên trong chứa cái gì đây? Cái gì đây? Đây, đóng gói rất là cẩn thận nha các bạn. Bỏ nó qua một bên. Rồi tiếp tục. Bỏ nó sao đây? Đây, micro cao cấp. Thì thật là mình mua sau 2 ngày mình nhận cái sản phẩm này á. Giá đó nè, đâu rồi cái giá đâu rồi, đây 455.000 đồng nha. Nhưng thực tế hôm nay mình sẽ trở lại web thì hôm nay là nó đã giảm giá còn có 385.000 đồng nha các bạn. Tôi tiếp tục rồi, bên trong như cái gì này, bên ngoài nè không có tem gì hết. Đây có cái tem. Tò mò quá. Đây, khui cũng ngược nữa. Rồi, cái gì đây? Nhắc có phiếu bảo hành gì quá. Qua một bên. Này đây là hướng dẫn cách lắp đặt cho điện thoại đây nha các bạn. Đây cái này từ từ tham khảo sao đây. Này mic như thế này nha các bạn, mic thu âm cao cấp Boya BIMM1. Rồi nói gì đây, đây là dắt chuyển. Rồi có gói chống ẩm nữa này gì. Rồi một cái bao da nữa. Rồi thì sản phẩm mình mua là như thế này nha các bạn. Rồi tiếp tục video tiếp theo thì chất lượng âm thanh nó như thế nào thì cũng nhờ cái mic này hết. Rồi cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi với mình nha. Chào hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.